Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành cho bé với trang trí họa tiết voi con ở phía trước thân nón. Trên thân nón thì mình móc các cái mũi kép đơn và vành nón thì móc xen kẽ màu với các mũi móc đơn cho cái phần vành của mình nó được xòe ra nè. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc ở đây mình dùng kim móc 3.0mm. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể dùng cho mình những cái loại kim có đầu kim to hơn sợi len 1/2 ha. Đây, đầu kim của mình với sợi len sẽ như thế này. Và kéo cắt len. Thì ở trên mẫu nón này cái họa tiết trang trí voi con mình có hướng dẫn ở clip trước rồi ha. Các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần thân nón phía trên. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó từ đây móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và cuối cùng móc đơn thứ 6. Khi đã được 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau, các bạn nắm cho mình sợi len ngắn phía dưới nè, guốc thật mạnh vào thì vòng tròn của mình lúc này nó sẽ nhỏ lại ha. Và di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này. Đây là chân móc của mũi móc đơn đầu tiên nè. Đây. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc này và móc một mũi dời. Đây là chân mũi móc đơn đầu tiên ha. Móc vào đây một mũi dời. Như vậy là vòng tròn nhỏ đầu tiên của mình hoàn tất với 6 mũi móc đơn. Ở vòng móc thứ hai móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc mà ta vừa móc mũi dời á, chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc phía dưới này nè, móc cho mình 2 mũi móc đơn liên tiếp vào cùng một chân ha. Tiếp tục chân móc thứ hai của cái vòng tròn phía dưới cũng vậy, móc 2 mũi móc đơn vào đây. 1 và 2. Tiếp tục chân móc thứ ba của vòng tròn nhỏ phía dưới cũng móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ tư cũng vậy, móc 2 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Chân móc thứ năm tương tự, móc 2 mũi móc đơn. 1 2 và chân móc thứ sáu, chân móc cuối cùng của cái vòng tròn nhỏ phía dưới này cũng móc 2 mũi móc đơn. Thì như vậy là 6 chân móc của cái vòng tròn nhỏ phía dưới mình sẽ nâng lên được là 12 mũi móc ha. Mình sẽ có số mũi móc gấp đôi so với vòng tròn thứ nhất. Sau đó di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên và móc một mũi dời. Lúc này cái vòng tròn thứ hai của mình nó sẽ có 12 mũi móc nè. Nó sẽ gấp đôi so với cái vòng tròn thứ nhất có 6 mũi móc. Và lúc này vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ rộng ra ha. Hai hàng móc này các bạn sẽ tính là một hàng cho mình ha. Tiếp tục lên 2 mũi xích. Khi đã được 2 hàng móc mũi đơn thành một hàng mũi kép đơn rồi thì tiếp tục ở hàng móc thứ hai mình sẽ móc vào đó các cái mũi kép đơn ha. Móc vào cho mình chân móc ta vừa móc mũi dời 2 mũi kép đơn cùng chân nè. Kép đơn thứ hai. Ở chân móc bên cạnh, chân móc thứ hai của cái vòng tròn phía dưới cũng móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. 1 và 2. Thì hai chân móc đầu tiên mình sẽ gây nên được 4 mũi móc ở phía trên nè và nó sẽ tăng dần đều ha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình 10 chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ có 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Thì lúc này cái hàng mũi kép đơn này nó sẽ có số mũi móc gấp đôi so với cái hàng thứ nhất ha. Tức là cái hàng móc mũi đơn thứ hai của cái vòng tròn phía dưới á. Tiếp tục chân thứ tư cũng móc 2 mũi kép đơn nè. 1 2. Làm tương tự cho mình các chân móc còn lại nha. Mỗi chân sẽ có 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc như thế này. Móc cho mình 12 chân móc của cái vòng tròn thứ hai phía dưới nè. Vòng tròn mũi đơn thứ hai phía dưới ha. Mỗi chân móc móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc.
Sau khi đã móc được đến cuối hàng, mỗi chân ta có 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc, móc vào 12 chân móc của cái vòng tròn đầu tiên phía trên nè. Thì lúc này mình sẽ có 24 mũi ha, 24 mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này nè. Đây là mũi kép đơn đầu tiên, móc vào chân móc này một mũi dời. Tiếp tục lên 2 mũi xích. Thì lúc này ta sẽ có 24 mũi móc, 24 mũi kép đơn và tăng lên được 12 mũi ha. Ở vòng móc thứ 3 các bạn cũng tiếp tục làm tương tự cho mình nè, ta cũng tăng 12 mũi cho cái vòng móc thứ 3. Thì cái cách tăng mũi sẽ như sau, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi dời á. Đây là cái chân ta vừa móc mũi dời nè, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Khi đã được mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ 2 sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Như vậy là mình được một cụm chân móc nè, một mũi kép đơn vào một chân móc xen kẽ là 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Tiếp tục chân bên cạnh móc một mũi kép đơn. Thì cái chân móc kế tiếp sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cái chân móc này. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Thì ta cũng được thêm một cụm chân móc thứ hai, một mũi kép đơn xen kẽ 2 mũi kép đơn cùng chân. Các bạn sẽ làm tương tự cái cụm này cho mình ha, móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Thì chân thứ hai sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Và lưu ý cho mình ở đây nè. Cái mũi móc mà ta có 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc á. Đây là cái mũi kép đơn lẻ nè, vào cái chân móc thứ nhất của 2 mũi cùng chân phía dưới nè. Đây 2 mũi cùng chân phía dưới. Thì cái mũi đầu tiên mình móc một mũi kép đơn. Cái mũi móc thứ hai là cái mũi của chân móc thứ hai, 2 mũi cùng chân phía dưới á. Đây, đây là chân thứ hai của 2 mũi có cùng một chân móc nè. Thì cái chân móc thứ hai này ta sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn ha. Tương tự như cái cụm bên này cũng vậy nè. Đây là 2 mũi cùng chân, chân thứ nhất ta móc mũi kép đơn vào cùng một chân rồi nè. Thì cái chân thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào đó 2 mũi kép đơn cùng một chân móc vào cái chân thứ hai của 2 mũi có cùng chân nè. Làm tương tự cho mình đến cuối vòng ha. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Thì cái chân móc kế tiếp là chân móc thứ hai của 2 mũi có cùng một chân móc nè. 2 mũi có cùng một chân móc thì chân thứ hai móc 2 mũi kép đơn. 1 và 2. Sau đó tiếp tục chân bên cạnh một mũi kép đơn. Thì chân kế tiếp là chân thứ hai của 2 mũi có cùng một chân. Móc vào chân thứ hai này 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng nha. Một mũi kép đơn xen kẽ 2 mũi kép đơn cùng chân móc và 2 mũi kép đơn cùng chân móc cũng đâm kim vào chân thứ hai của 2 mũi có cùng chân ở phía dưới. Sau khi đã móc xen kẽ cho đến cuối hàng thì cái chân móc cuối cùng của mình nè, cũng là cái chân thứ hai của 2 mũi có cùng chân ở phía dưới ở cái hàng thứ hai á, thì cái chân cuối cùng này mình cũng móc 2 mũi kép đơn nè. Đây, chân thứ hai của 2 mũi có cùng chân. Tiếp tục di chuyển kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này và móc vào đây một mũi dời. Sau đó lên 2 mũi móc xích. Thì ở cái vòng móc kép đơn thứ ba này nè, cái vòng móc này các bạn sẽ có 12 chân móc có 2 mũi kép đơn cùng chân nè. Tức là ta sẽ có 12 vị trí có 2 mũi kép đơn cùng chân ha. Đây, 2 mũi kép đơn cùng chân như thế này. Thì ở vòng móc kế tiếp mình cũng tăng lên 12 mũi móc. Móc vào các cái chân móc này nè, mỗi chân móc sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì chân ta móc mũi dời cũng móc một mũi kép đơn. Sau đó chân kế bên móc một mũi kép đơn. Khi ta gặp cái chân móc thứ hai của 2 mũi có cùng một chân nè. Đây là 2 mũi có cùng một chân ha. Chân thứ nhất và chân thứ hai nè. Thì cái chân thứ hai này ta sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn cùng một chân móc nha. Như vậy là ở vòng móc thứ tư này mình sẽ có 2 mũi kép đơn mỗi chân móc xen kẽ là 2 mũi kép đơn cùng một chân móc nè. Ba chân ta sẽ gây nên được 4 mũi móc ở phía trên ha. Tiếp tục hai chân kế tiếp mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ hai cho chân thứ hai nè. Thì cái chân móc thứ ba sẽ là chân móc thứ hai của 2 mũi có cùng một chân nè. Đây là 2 mũi có cùng một chân móc ha.
chân móc thứ nhất này và chân thứ hai, thì chân thứ hai này sẽ móc vào hai mũi kép đơn, kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai, thì ta cũng được thêm một cụm gồm hai mũi kép đơn mỗi chân, xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân nè. Và cái cụm này các bạn cũng làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi nào mà các bạn gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc nè, thì cái chân thứ hai này sẽ móc hai mũi kép đơn ha. 1 và 2. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì vòng móc thứ tư nó cũng tương tự ha. Cái chân móc cuối cùng của mình cũng là chân móc có hai mũi kép đơn cùng chân nè. Và các cái mũi kép đơn cùng chân của mình cũng thêm vào chân móc thứ hai của hai mũi có cùng chân phía dưới ha. Di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này, móc một mũi dời và lên hai mũi móc xích. Thì tiếp tục ở vòng móc thứ năm, các bạn cũng tương tự cho mình giống như các cái vòng móc ở phía trên nè. Cứ mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân ta móc mũi dời một mũi kép đơn. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Thì cái chân kế tiếp đây này nè, ta gặp cái chân móc này là cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân ha. Thì cái chân móc thứ hai này luôn luôn móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Đây, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì cái vòng móc thứ năm của mình sẽ có ba mũi kép đơn vào mỗi chân, xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng một chân móc nè. Và hai mũi kép đơn cùng chân móc cũng móc vào chân móc thứ hai của hai mũi có cùng chân ha. Và lúc này cái vòng nón của mình nó đã có cái độ rộng ra rồi nè. Các bạn cứ làm tương tự cho mình cái cụm này móc cho đến cuối vòng. Cứ mỗi chân móc làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi móc có cùng một chân ở phía dưới nè, thì cái chân thứ hai này móc vào đó hai mũi kép đơn. Sau đó tương tự cho nhiều vòng móc còn lại. Thì ở đây các bạn sẽ để ý cho mình nè. Hàng móc thứ hai là hàng móc mũi kép đơn đầu tiên nè. Mỗi chân ta sẽ có hai mũi kép đơn vào cùng chân. Thì hàng móc thứ ba mình sẽ có một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân. Đây, một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân. Thì ở vòng móc thứ tư ta có hai mũi xen kẽ hai mũi cùng chân. Vòng thứ năm có ba mũi móc xen kẽ hai mũi cùng chân. Thì lúc này ta sẽ tăng số mũi móc ở cái cụm này nè, lên thành 4 mũi hoặc 5 mũi cho các cái hàng móc tiếp theo ha. Và khi ta tăng mũi cũng tăng vào chân móc thứ hai của hai mũi có cùng chân ở phía dưới. Móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng nè. Sau đó móc thêm nhiều vòng móc nữa và cũng tăng tương tự ha. Cho đến khi cái vòng tròn của nón này nó vừa với cái vòng đầu của bé rồi á, thì các bạn sẽ ngưng và ta không tăng mũi nữa. Và lưu ý khi tăng mũi cho các vòng móc, thì ở mỗi vòng móc mình đều có 12 chân có hai mũi kép đơn cùng chân ha. Tức là ta sẽ tăng vào mỗi hàng móc là 12 chân móc. Khi gặp chân thứ hai của hai mũi có cùng chân nè, đây là hai mũi có cùng một chân móc, thì cái chân thứ hai này móc vào hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Và làm tương tự cho đến cuối vòng, sau đó thêm nhiều vòng móc nữa. Ở đây mình đã tăng lên được 7 hàng móc và lúc này cái vòng tròn của nón nó đã có đủ cái độ rộng để che được vòng đầu của bé rồi nè. Lưu ý cho mình ở cái hàng móc thứ 7. Từ cái hàng móc hai mũi móc đơn đầu tiên cho đến cái hàng móc thứ 6 này, mỗi vòng móc mình sẽ có 12 mũi móc được tăng lên. Đây các bạn sẽ đếm cho mình, ở mỗi vòng móc ta sẽ có 12 điểm có hai mũi cùng chân ha. Thì ở cái chân móc thứ 7 nè, khi mà mình tăng 12 mũi thì cái vòng tròn này nó sẽ quá rộng, nên các bạn có thể tăng cho mình một mũi hoặc là ít hơn ha. Tức là cái vòng tròn thứ 7 này khác với cái hàng móc ở phía trên là mình có 12 điểm có hai mũi cùng chân, thì ở cái hàng móc thứ 7 này mình chỉ tăng một mũi. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và khi tăng một mũi thì tăng cho mình một điểm bất kỳ. Ở đây mình sẽ tăng một cái điểm ở đây nè. Sau đó các chân móc còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn ha. Như vậy là ở vòng tròn thứ 7 mình sẽ tăng được một mũi móc. Hoặc là đối với những vòng đầu lớn hơn thì các bạn có thể tăng nhiều hơn số mũi móc này. Khi tăng hai mũi thì ta có thể tăng đối xứng với nhau ha. Một điểm ở đây thì điểm còn lại sẽ là đối xứng nè. Tăng 3 mũi thì chia đều tam giác. Và tăng 4 mũi thì chia đều tứ giác.
hoặc 5 mũi thì chia đều 5 điểm cho mình ở cái vòng tròn thứ 7 ha. Và khi đã đạt được cái độ rộng của vòng tròn nhất định rồi, vừa với vòng đầu của bé rồi á, thì tiếp tục ở chân móc cuối cùng này cũng tương tự, móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời. Sau đó lên 2 mũi móc xích. Khi cái độ rộng của vành nón á đã đạt được cái độ rộng của vòng đầu bé rồi thì các hàng móc phía dưới mình sẽ không tăng mũi nha. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân ta móc mũi dời móc một mũi kép đơn nè. Tiếp tục chân bên cạnh móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho đến cuối vòng ha. Sau đó từ đây sẽ thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Mỗi chân ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Ta sẽ móc thêm nhiều vòng móc nữa. Đây. Và ta sẽ không tăng mũi cho các cái vòng móc không thêm này ha. Móc cho mình thêm nhiều vòng móc cho đến khi cái độ cao từ đỉnh nón nè xuống cái hàng móc mình thêm cuối cùng á. Đây, độ cao này nó sẽ có cái độ cao được trên phần tay của bé một chút xíu ha, để mình có thể viền lại các cái đường viền mũi đơn tạo phần vành ở phía dưới. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho mình các hàng móc còn lại cho đến khi đạt chiều cao của phần thân nón. Các chân móc của mình đều móc một mũi kép đơn và ta không tăng mũi ha. Ở đây mình đã tăng lên được tổng cộng là 11 hàng móc, tính luôn cả cái phần đỉnh nón nè, ta có 11 hàng móc như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu và tạo cái phần vành nón ở phía dưới. Móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời. Lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì ở vành nón mình sẽ sử dụng hai màu len khác so với cái phần thân ha. Các bạn sẽ cắt len cho mình nè. Hai hàng móc đầu tiên của phần vành nón mình sẽ tiến hành dùng màu xanh để móc. Các bạn sẽ đưa cho mình sợi len màu xanh ra phía sau mũi móc. Và ở cái mũi móc đầu tiên mà ta đâm kim, các bạn sẽ để ý cho mình nè. Cái mũi mà ta vừa kết thúc ở đây nè, cái sợi len thừa mà mình vừa cắt len ở đây ha. Thì phía trước của nó và phía sau của nó sẽ có hai mũi móc khác nhau nè. Đây, ở phía trước sẽ là mũi móc ta móc mũi dời vào đó. Còn ở phía sau là chân móc mũi dời ha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân phía sau, tức là chân mũi dời á. Đâm kim vào chân mũi dời này nè. Sau đó kéo sợi len màu xanh qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Và di chuyển kim đến chân móc ta móc mũi dời của cái hàng móc màu hồng ở phía trên. Móc vào đây một mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng tương tự móc một mũi móc đơn. Và lưu ý cho mình khi móc, các bạn cũng giấu cho mình sợi len màu xanh vào trong các cái mũi móc nè, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và làm tương tự đến cuối hàng nha. Tức là ở hàng móc này mình chỉ sử dụng mũi móc đơn để móc thôi nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được một hàng mũi móc đơn đến cuối hàng, tiếp tục móc cho mình vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên này một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích. Thì mình sẽ tiến hành viền lại hai đường viền màu xanh ha. Hàng móc tiếp theo sẽ làm tương tự như hàng móc đầu tiên nè. Chân ta móc mũi dời móc một mũi móc đơn. Và các chân móc còn lại cũng tương tự ha. Mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Thì cái độ cao từ phần đỉnh nón xuống cái hàng móc mà mình thêm cuối cùng ở đây nè, nó sẽ gần đến phần tay của bé rồi, sát cái phần mang tay rồi ha. Thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng tương tự màu xanh này nè. Ta sẽ có hai hàng móc mũi đơn màu xanh ở cái phần vành nón đầu tiên này. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, hai hàng mũi móc đơn màu xanh như thế này, tiếp tục di chuyển kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời và lên một mũi móc xích. Thì cái sợi len màu xanh này mình còn sử dụng nữa cho nên các bạn sẽ không cắt len ha. Ta sẽ kéo dài cái đầu len này ra nè,
Sau đó mình sẽ tiến hành thay một màu hồng nhạt vào. Ở đây mình móc xen kẽ màu nên ta sẽ không cắt len, để lát nữa ta khỏi phải giấu len nhiều ha. Cũng đưa cho mình sợi len màu hồng ra phía sau mũi móc. Các bạn sẽ kéo cho mình tất cả các cái sợi len màu xanh này qua một hướng. Đây, ta sẽ kéo qua một hướng như thế này. Và cũng tương tự như cách đâm kim ở cái sợi len màu xanh này nè. Ở phía trước và phía sau của cái sợi len mà ta vừa móc đây, nó sẽ có hai mũi. Một mũi ta móc mũi dời và một mũi là cái chân móc mũi dời ha. Thì đâm kim vào chân mũi dời, là cái chân ở phía sau sợi len á. Sau đó kéo cho mình tất cả các cái sợi len thừa này qua một hướng nè. Kéo sợi len qua chân móc và móc lên một mũi móc xích. Hàng móc màu hồng đầu tiên này cũng móc cho mình tương tự giống như cái hàng móc màu xanh ở phía trên. Tức là mỗi chân móc ta sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và khi móc lưu ý cũng giấu cho mình cái sợi len thừa màu hồng vào trong các cái chân móc ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Để ta móc được thêm một đường viền màu hồng ở phía dưới này nè. Mỗi chân móc mình sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Móc cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được một đường viền màu hồng cho đến cuối vòng thì móc cho mình vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Và cũng kéo dài sợi len để mình thay màu xanh vào móc ha. Ở cái hàng móc đường viền màu xanh thứ ba này mình sẽ tiến hành tăng mũi cho cái phần vành nón nó có cái độ rộng ra nè. Vì khi mình đã tăng lên được một hàng móc màu hồng nữa rồi á, thì lúc này chiều cao từ phần đỉnh nón xuống cái hàng móc màu hồng này nó đã bằng đến cái phần tai của bé rồi ha, phần mang tai trên tai của bé. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần vành ở phía dưới. Và lưu ý để móc cái phần vành này nè, ta không cắt len màu hồng ha, thì các bạn cũng kéo dài cho mình sợi len ra, sau đó cũng đâm kim tương tự như các cái mũi mà mình thay ở phía trên á, đâm kim vào cái chân móc ở phía sau của cái mũi dời này nè. Đây, phía trước và phía sau của sợi len thừa thì đâm kim vào phía sau ha, vào cái chân móc mũi dời nè. Khi mình thay màu xanh thì các bạn sẽ đưa cho mình cái phần nút màu xanh ở phía dưới nè. Ta sẽ kéo cái sợi len này ra. Thì lúc này mình sẽ gặp cái nút này nè. Các bạn sẽ móc cho mình cái nút này qua chân móc, sau đó móc lên một mũi móc xích. Và khi móc cũng túm cho mình các cái sợi len thừa màu hồng qua một bên ha. Để tăng được cái độ rộng của phần vành nón thì các bạn sẽ để ý cho mình ở cái vòng tròn phía trên thân nón. Ta sẽ dựa vào các cái hàng móc tăng mũi ở vòng tròn phía trên này mà mình tăng mũi ở cái phần vành nón ha. Các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc thứ 5 của phần vành nón. Thì để ý cho mình ở cái hàng móc thứ 5 của phần vành nón nè. Ta sẽ có 3 mũi kép đơn vào mỗi chân móc, xen kẽ là 2 mũi kép đơn cùng một chân nè. Thì các bạn sẽ lặp lại cho mình cái hàng móc này ở cái hàng móc màu xanh đầu tiên của phần vành nón ha. Ba chân đầu tiên, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè. Tiếp tục móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Và móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Khi đã móc được 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc liên tiếp thì ở chân móc thứ tư á, nó tương tự giống như cái hàng móc thứ năm ở phía trên nè. Thì chân móc thứ tư ta có 2 mũi kép đơn. Ở đây các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn ha, vào cái chân móc thứ tư này. 1 và 2. Như vậy là hàng móc đầu tiên của phần vành nón mình có được một cụm gồm 3 mũi vào mỗi chân, xen kẽ là 2 mũi cùng chân nè. Và ta sẽ sử dụng mũi móc đơn nha. Tiếp tục 3 chân móc kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ hai cho chân thứ hai và móc đơn thứ ba cho chân thứ ba. Thì chân móc thứ tư các bạn sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Như vậy ta cũng có thêm được một cụm gồm có 5 mũi móc như thế này. 3 mũi mỗi chân xen kẽ 2 mũi cùng chân nè, tương tự như cái cụm đầu tiên ha. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. 3 chân đầu tiên mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đến cái chân móc thứ tư ta sẽ móc vào đó 2 mũi móc đơn. Và làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng.
Sau khi đã tăng được cái hàng móc đầu tiên cho cái phần vành nón rồi nè, thì các bạn để ý nha, một số trường hợp cái mũi móc cuối cùng của mình nó sẽ không có đủ số mũi móc cho cái cụm này, thì các bạn cũng chia đều cho mình ở cái cụm cuối cùng này ha. Ở đây mình dư một mũi nên mình sẽ móc mũi cuối cùng là mũi móc đơn, hoặc là các bạn dư hai mũi hoặc ba mũi hoặc nhiều hơn như vậy nữa thì các bạn sẽ chia đều cho mình cái cụm đầu tiên và cái cụm cuối cùng á. Đây ta sẽ chia đều cái cụm đầu tiên và cụm cuối cùng này cho có cái số mũi móc được bằng nhau nè. Tiếp tục kết thúc vòng móc màu xanh này, móc vào chân móc này một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Thì các hàng móc phía dưới của phần vành nón mình sẽ sử dụng màu hồng nhạt để móc thôi, và ta không sử dụng màu xanh nên các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình sợi len màu xanh này ha. Hàng móc đầu tiên của phần vành nón mình vừa hoàn tất thì tiếp tục đâm kim cho mình tương tự giống như cái phần thay màu ở phía trên á, cũng đâm kim vào chân móc mũi dời ở cái phía sau sợi len thừa này nè, đâm kim vào đây, sau đó kéo nút màu hồng qua chân móc, kéo sợi len dài nè, ta được một nút và kéo cái nút này qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Thì khi ta đã có được cái hàng móc đầu tiên thêm mũi ở cái phần vành nón rồi thì hàng móc tiếp theo các bạn sẽ không thêm mũi ha. Mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè, chân móc mũi dời móc một mũi móc đơn, tiếp tục chân kế bên một mũi móc đơn, chân kế tiếp cũng tương tự móc một mũi móc đơn, chân kế bên một mũi móc đơn. Thì khác với các cái hàng móc tăng mũi ở phía trên, mình móc tăng mũi ở cái chân móc thứ hai này, cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng chân ha, nhưng ở đây các bạn không tăng mũi, mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè. Đây ta sẽ không tăng mũi ha, móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại như thế này, móc cho đến cuối vòng mỗi chân móc sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình đến cuối vòng và móc thêm hai hàng móc tương tự như vòng móc màu hồng này nữa nè. Ta sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng ha. Và từ đây sẽ móc lên thêm cho mình hai hàng móc nữa. Lúc này cái hàng móc của mình nó đã có ba hàng móc mũi đơn màu hồng có số mũi móc bằng nhau nè. Và cái phần vành nón của mình nó sẽ có cái độ rộng xòe ra. Hàng móc đầu tiên của phần vành nón sẽ là cái hàng móc màu xanh lẻ ở phía dưới nè, ta tăng mũi ở cái hàng móc màu xanh lẻ rồi. Và cách cái hàng móc tăng mũi đó là ba hàng móc không tăng mũi đều nhau. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên này một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Hàng móc đầu tiên của cái phần vành nón ta tăng mũi theo cái cụm tương ứng nè, ba mũi móc đơn vào mỗi chân móc, xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc, sau đó thêm ba hàng móc mũi móc đơn và không tăng mũi, ba hàng móc mũi móc đơn không tăng mũi nè. Thì tiếp tục cho ba hàng móc mũi móc đơn không tăng mũi này sẽ là một hàng móc tăng mũi, và cách tăng mũi cũng tương tự, sẽ dựa vào cái hàng móc tăng mũi đầu tiên ở phần vành nón có ba mũi xen kẽ hai mũi cùng chân, thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình tăng lên bốn mũi xen kẽ hai mũi cùng chân ha, hai nè, ba và bốn. Khi đã được bốn mũi móc đơn vào bốn chân móc thì cái chân thứ năm mình sẽ tăng vào đó hai mũi móc đơn cùng chân, móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Như vậy là cái cụm này nó sẽ có nhiều hơn số mũi móc so với cái hàng móc đầu tiên tăng mũi ha, và nó sẽ giống như cái hàng móc tăng mũi thứ sáu nè. Tiếp tục bốn chân kế tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở chân móc thứ năm mình sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân, móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai, ta cũng được thêm một cụm tăng mũi. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này ha, móc tương tự cho đến cuối vòng. Thì lúc này số mũi móc của cái hàng móc ta tăng thứ hai này nè, nó cũng bằng với số mũi móc ta tăng ở cái hàng móc tăng mũi đầu tiên của phần vành á, cái hàng móc màu xanh lẻ đầu tiên á. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Sau đó sẽ thêm cho mình ba hàng móc, và ba hàng móc này ta sẽ không tăng mũi nè. Tức là ở cái phần vành nón này, một hàng tăng mũi thì sẽ có ba hàng tiếp theo không tăng mũi. Tiếp tục một hàng tăng mũi thì ba hàng tiếp theo không tăng mũi. Và các cái hàng tăng mũi của mình nó cũng tăng cái số mũi móc tương tự như vậy ha. Móc cho mình cho đến khi cái độ rộng của phần vành này nè vừa đủ để che được cái gương mặt của bé, để che được cái phần trán của bé thì các bạn ngưng nha.
Một hàng tăng mũi thì ba hàng tiếp theo sẽ không tăng mũi. Và cái cách tăng mũi cũng tương tự nè. Tăng cái số mũi móc ở khoảng cách giữa các mũi cùng chân ha. Cụm tiếp theo tăng mũi nè. 4 mũi móc đơn mỗi chân móc. Chân thứ 5 sẽ có 2 mũi móc đơn cùng chân. Tương tự cho đến cuối vòng ha. Sau khi đã tăng được xen kẽ độ rộng của phần vành nón, một hàng thêm mũi và ba hàng không thêm mũi nè. Thì lúc này cái phần vành nón nó đã có đủ cái độ rộng như thế này để bé đội vào rồi ha. Đây, phần vành nón của mình nó sẽ có cái độ xòe ra như thế này. Ở mặt trước của thân nón mình có trang trí một mẫu chú voi nhỏ. Thì cái mẫu trang trí này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi. Mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo ha. Ngoài trang trí cái mẫu chú voi này, các bạn cũng có thể trang trí cho mình thêm nhiều họa tiết khác nhau, cho cái phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn. Chúc các bạn thành công!